không biết cái gì luôn á, mà trái nhiều ghê luôn nè, rất là đẹp luôn. Ôi đẹp quá à. Đẹp quá không? Mọi người nhìn xem, trời ơi nó đẹp ghê không, tuyệt vời chưa. Đẹp quá trời không. Cây này nó cũng lớn lắm nha, nguyên cái tàn to. Cái gốc của nó như vậy nè, nó ra cái tàn nó rên đó, trái nhiều lắm. Thôi ghép từ phím. Hoa này Việt Nam gọi là hoa gì quên mất rồi, riết không nhớ tên nữa. Mọi người nhìn xem cái gốc này nó ngộ với cái cây này cái gì nữa, gốc ngộ ghê chưa. Cái gốc nó vàng hết trơn luôn á. Ôi nó đẹp quá chừng á. Đây nhiều cái cây kiển lạ lạ mình không biết nó là cái gì luôn á. À, cái này nó màu vàng đậm nha, màu vàng nghệ vàng đậm. Còn này thì vàng nhạt một tí. À, nó giống như cái cải gì ta, giống như cái cải có xôi ha, nó giống á. Nó vậy nè, lần đầu tiên mình mới thấy, chắc có lẽ mình ở trong rừng trong lú rồi nên nhìn mình không có biết. Đẹp quá.
gì cũng là lạ, là lạ đó, không biết là qua gì. Dễ thương chứ ha. Ở bữa nay đông vui ghê á. Này bảng hướng xanh xanh là bảng hướng dẫn đường á. Quay tới đây đi là mình ngưng đi, đi quay cái cảnh khác. Chào mọi người nha.